115 người QR vẫn đang xem, chứng tỏ rất là yêu quý luôn. 115 người như chỉ cần là những ai mà chưa kết đơn luôn, chưa đồng ý kết bạn với luôn á, thì mọi người vào chỗ cái bài viết luôn mới viết đây, hay là cái status á, mọi người chấm cho luôn một chấm mà là luôn hồi luôn để luôn đồng ý kết bạn mọi người tí nhá. Đây là toàn tri kỷ như vậy nên là toàn sẽ đồng ý kết bạn đó mọi người nhá, yên tâm kết bạn ấy luôn, mọi người không thiệt đâu, kết bạn ấy luôn là nhắn tin này hỏi thăm nói chuyện được nhá, còn không kết bạn thì chưa phải bạn bè đừng hòng luôn trả lời tin nhắn luôn, không bao giờ đọc luôn mọi người nhá, kết bạn luôn khi cần chi luôn, giúp này hay giúp chấm ở đây không được đâu, chấm Mạnh Hùng Hoàng ấy, chấm ở đây là luôn hồi nữa livestream luôn không xem được ở cái bình luận đấy à. Chấm ở đây chỗ các bài viết mấy cái bài viết nào mà nữa vô là chấm cho luôn một dãy dấu chấm, như là tí nữa luôn vô luôn đồng ý là đúng 122 người này luôn đồng ý cả luôn. Đấy, luôn đồng ý đúng 122 người thôi nhá. Đấy là mọi người là mọi người chấm nhau luôn nha. Vui chà, hàng về anh em ơi. Có hàng rồi. Bật em lon bia đó. Khi hôm qua luôn uống bia mà cho mấy thằng gục luôn là mọi người hiểu chứ. Mọi người vô chấm nhiều lần, chấm ở đây không được đâu. Thái Hoàn mấy anh em mà dù quý luôn là thích làm bạn với luôn, làm bạn Facebook với luôn, sau này anh em có gì gọi điện cho nhau, nhắn cho nhau, giúp nhờ nhau giúp đỡ được, nói thẳng luôn là luôn làm bạn với các bạn là luôn bị nhờ nhiều chứ thực ra luôn chẳng nhờ được ai đâu. Thì xưa giờ vậy, nhưng mà là những người yêu họ yêu quý mình thật lòng, với những người mà chơi mình thương mến mình thật lòng thì làm bạn không sao, thiệt một tí không sao. Mọi người là chấm cho luôn một dãy dấu chấm luôn, chỉ những người này 120 mấy người này thôi nha, luôn chỉ đồng ý 120 người thôi nha. Mọi người chấm cho luôn ở đây chỗ cái bài viết luôn mới viết á, chứ ở là video này tí nó luôn không xem lại được, vô xem bình luận video nó khó lắm, mà video chấm ở trong cái bài viết ví dụ như câu cái sơ thật tút luôn mới đăng mới đây ấy, sơ thật tút không thôi đấy. Đây mọi người chấm cho luôn một dãy dấu chấm là luôn luôn đấy, cho khoan đọc đọc có đi đâu hết anh đây, đồng hới là từ đâu, đồng hới rẽ phải nha. Được nửa lon thanh ạ, đừng có chấm ở đây, bạn Vy Lê không nghe luôn nói hả, ai muốn làm bạn bè cũng chơi luôn, 120 mấy người nãy á, thôi được rồi, 144 luôn cho 143-5 người đi đi, mọi người cứ vào tí nữa vào bài viết của Luân á, mọi người chấm một dãy dấu chấm cho Luân, cái bài viết nào nhất là nhờ chỗ cái sơ thật tốt mọi người chấm là Luân hay đọc được, còn mà ở trên những cái video này là nó trôi hồi luôn mà kiếm lại nó khó á. Người thấy luôn khổ, mấy bạn không nghe rõ à, khổ lắm bạn Tiến Đạt thì luôn bảo là vào chấm ở đây cho cái bài viết đấy, cái bài viết nào đó chẳng hạn đấy, có cả giò luôn à, Luân đang đi cả 500 cây số nữa, nhưng mà đơn vị nghêu ngao vậy, lái xe của Luân mới lái tuần được, Luân mà ngủ với hơi ấy. Lão ngủ thế là hồi là hai anh em xuống vực ấy, hát cho lão là có ngủ luôn, hiểu chưa à? Ok rồi, mọi người hiểu chưa à? 140 mấy người đấy, tí nữa thằng là chim mọi người vào chấm cho cái bài viết, nhất là cái sơ thật tốt luôn viết mà viết cái gì á, mọi người vô chấm một dãy luôn là luôn hiểu, luôn dễ thấy, luôn thường thường hay đọc và bình luận ở đó nè, với trả lời bình luận ở mấy bài viết là vì vậy, còn ở trên video luôn hay chẳng hay trả lời được, vì là khi xem lại video cái bình luận nó cứ trôi ra khó khó bình luận á. Anh em nhìn hết lon bây giờ coi tí đủ không còn gì không? Còn có hơi nữa hết rồi anh ạ. Vẹn vẹn nha. Mình nói là của nhưng không nôn đâu, yên tâm không nôn à. Nay mình tập uống bia một cái da dẻ hồng hào, phải không? Công nhận không mọi người, công nhận không? Uống bia cái người béo luôn bụng mà. Uống bia gần tháng đó là uống bia vô ăn ngon, uống ăn ngon ngủ ngon, mình từ trưa cứ sợ á mọi người. Anh đi qua Hà Tĩnh để luôn lại mần mấy miếng là để bây giờ ta trả lời bình luận được, tí nữa ta hát sau phê phê quá tầng tầng một đã nha. Rồi
ra hôm mai em mời đi massage anh luôn. Thằng mới mời gì? Mời gì ta? Bạn người ta nhắn tin mời đi massage, nói với vợ anh em sao cho đi. Nói vậy bữa sau em vô nhà anh chơi, vợ đuổi ngơ. Anh bay cái này, ví dụ như massage là ta nói anh ơi ta đi công việc tí. Nên em massage đi, massage nữa. Công nhân 12 giờ rồi mà mọi người vẫn đang thức nhiều thật. Anh Luân chửi hay nhớ, anh chửi hay hơn hát. Bây giờ thôi, đúng sự thật. Cứ vậy anh nói thôi, các em nghe là các em hiểu. Bây giờ anh nói theo sự thật và anh nói theo cảm xúc của anh nói. Khi dâng trào lên là anh nói đúng sự thật là anh nói được hết. Dần tới anh Luân nếu khỏe làm gì anh Luân nói em chơi cho anh Luân được cái là giọng nói giọng hát anh khỏe, không những giọng hát mà giọng nói anh khỏe. Bố mẹ anh ngày xưa là đi đoàn văn công cả múa nhạc nữa, mà bố anh là nói chung là kỳ cầm kỳ thì họa, bố anh cực giỏi, bố anh 10 hoa tay. Sinh ra anh là chỉ có biết hát với lại biết với nhau thôi. Đấy. Còn bố mẹ anh là bố anh là ngày xưa đi cả đoàn hồi đang trẻ đi văn công, như ngày xưa ta hay đi là gọi đi mua diễn văn nghệ văn công khắp nơi á. Ok bạn Bình ơi, bạn đang đi bây giờ đi sang bên kia. Bạn Bình, mọi người biết bạn Bình mà hôm trước lên live stream mình đó, anh của Đức á, Bình chống rất quân tử, chống rất đúng là đúng sai là sai. Nói thật mọi người đừng nghĩ là ở Bình tại sao lại lên lại nói em về em mình như vậy. Nói thật là ruột máu chảy ruột đau chứ. Nhưng có điều là trước khi Bình lên nói với Luân ấy, và Luân đã lên để nói bóc phốt cái thằng Đức ấy, thì Bình nó cũng đã xin lỗi Luân. Và Luân là cũng đã, Bình cũng lại nói với thằng Đức rồi: em ạ, anh Luân là anh rất tốt với ta, anh đã cứu giúp anh nhiều lần, anh nợ ơn anh Luân. Bây giờ anh Luân chỉ cần có chuyện là Bình xả thân để trả ơn. Đấy, đấy có Bình đấy mọi người, Bình đấy, Bình nói thế. Còn bây mà nói về đánh nhau với Luân là Bình dám nói là đánh cả em Bình luôn để mà bảo vệ Luân, là mọi người phải hiểu. Kể cả chuyện Xuân Thu luôn, Bình bảo để đó Bình làm, Bình mau cho, Bình nó bản lĩnh. Không phải như thằng em, nó thằng Đức Mõm. Đây. Rồi Luân là chơi thân Bình với anh em từ xưa đấy. Thì trước khi Luân bóc phốt thằng Đức ấy, thì Luân cũng có điện cho Bình và Bình nói chuyện với Luân, là Bình nói là để về Bình nói em ấn. Đấy, Bình đến nói tận thằng Đức luôn. Mi với anh Luân đéo quen biết, đéo chơi nhau, đéo biết chi về Luân cả. Đấy, sao Mi nói anh Luân vậy, trong khi là ta đang được, anh em nhà ta đang nợ ơn anh Luân. Đấy, đó ta nói thật mọi người vậy. Bất cho nó hội, Mi đừng có nói nữa. Anh Luân, anh đàn anh người lớn, anh bỏ qua cho Mi rồi. Anh nói là chim bỏ qua, mọi người thấy không, đúng không? Bữa trước mọi người khích Luân rất nhiều để chửi thằng Đức. Cả tháng trời Luân không hề chửi nó một câu. Luân nó nói là ở Đức em nó hiểu nhầm rồi xong thôi, đúng không, mọi người công nhận không? Nhưng mẹ nó thấy vậy, nó tưởng Luân sợ nó lầm lẫn, nó nói tới như nó là đại ca, nó là cha ở thiên hạ ấy. Thì đến khi đó Luân bức xúc quá phải nói thôi. Đấy, Bình nó bắt buộc, Bình nó phải nói thôi, vì Bình nó rất quân tử. Nó nói khi chiều anh em nhà mình điện nhau, cả anh em bên Nhật điện nhau, anh em nhà mình nói chuyện nhau. Nay mọi người nên nhớ là Bình ấy là đi tù vì thằng Đức. Đấy. Bao nhiêu lần đập châu tâm, kể cả ở trong má ấy, người ta đòi đâm thằng Đức, Bình là lấy chai về đập vô người đầu và nói luôn: nếu bày mà anh em tao là coi như bày giết tao trước đi. Bảo vệ em mình đến vậy đấy, Bình ấy, chứ mọi người đừng nghĩ sai về Bình nhé. Thằng Đức bây giờ, thằng Đức mọ mới lại nói là mình mua chuộc anh của Bình. Nói con người, nói mọi người chưa, con người nói mua chuộc nó đơn giản vậy được, tự nhiên nói bây giờ mình mua chuộc anh trai nó, nói nó rẻ mặt nên nó nghĩ ai cũng rẻ mặt như nó này. Anh nói thật luôn, mình cực kỳ rầy với Bình luôn. Đấy, nhưng Bình nói thôi bạn ạ, bây giờ đã dương cung rồi thì phải bắn thôi. Em nói xấu xa quá tôi cũng không thể bảo vệ được. Đấy, tôi có cho anh em có cho nó cơ hội và có nói chuyện với nó rồi, đúng không? Nhưng nó không rút bài học và nó lại còn lên nêu ngao, nó chửi còn hay hơn cả đàn hát nữa. Nó nói như trong cuộc, rồi nó nói này kia, rồi nó nói là nó sẽ đi thu thập hết bằng chứng Luân lừa đảo, Luân đánh bạc ăn người ta để cho Luân đi tù một gồng. Nhưng mà nó không làm đâu, nó không ác vậy đâu. Ôi Đức ơi, mọi người chia sẻ video nói Đức mày làm hộ tao cái,
tao quỳ tao xin mày, tao cho mày thêm vài tỷ nữa để mày làm giúp tao cái. Mày đi thu thập bằng chứng rồi mày kiện tao đi cái. Đây, có Bình đấy. Anh trai anh sống rất quân tử. Đúng là đúng, sai là sai. Nhưng mà như thằng em, thằng bất dạy. Chơi mình chẳng chơi lên mạng nói là đấy, đấy, thằng luôn mình đấy, mình chơi là mời tao ra nhà. Tao biết đoán biết được có ngày hôm nay nên tao không ra. Kinh vãi lờ. Mọi người nghe cái kinh tởm thằng không? Nó đặt điều kinh. Nó nói mình là mua chuộc anh trai nữa chứ. Kinh vãi. Đúng mọi người. Anh trai nói là cái thằng bà que, chỗ đó bà que. Đòi thu thập bằng chứng, em comment bảo bắt tận tay không có video bắt mà đau. Trời ơi em ơi, Việt Nam mình không phải nữa. Có video em nhá. Lừa đảo mà chỉ cần 2 người, 3 người họ làm chứng là đủ đi tù rồi. Yên tâm. Em không phải cần video em ơi. Thằng đó nó mọ, không? Chỉ cần 3 người ở Việt Nam mình 2 chứng. Em nên nhớ này, ví dụ như tội buôn bán ma túy anh nói các em nhá. Có 2 người khai là các em buôn bán ma túy anh đã chứng kiến này nhá. Kể cả các em vô các em không nhận. Được chưa? Luật pháp Việt Nam mình vẫn kiện cả vẫn ô tự lý lẽ quả ờm. Vẫn xử các em. Anh đã chứng kiến rồi nhá. Kể cả các em nhận không nhận, có 2 chứng là đủ bằng chứng để bắt các em rồi. Đây, nói nó em nói với nó là chỉ cần 2 chứng thôi, có cần nhiều đâu. Nói nó là kiếm lấy 2 chứng là anh luôn là đánh bạc ăn người ta, hay anh luôn bịt bợm người ta, hay lừa đảo người ta. Bảo nó mà thiếu tiền đổ xăng anh luôn cho, chứ đừng có vay tiền gái nữa, nhục lắm. Quay từng xu từng đồng, các em xem lại các video anh sốt cái đó. Người ta cay ghen lắm. Đến đi lừa con người ta từng triệu một, xong rồi là ngủ con người ta, dọa là đăng video không gửi tiền là đăng video lúc ngủ con người ta. Đúng đồ mày, thất đức quá. Còn trong anh em ruột nó luôn, nói thật luôn, có Bình đang xem đây mọi người, hỏi Bình. Nó thằng ấy nó mạt lắm. Thằng ấy nó cực mạt, chứ ta nó nuôi chó để mà nó huấn luyện, nuôi chó nghiệp vụ, nó huấn luyện toàn cắn trẻ em người già không, ở trong làng ghét lắm. Ai nói mà nó huynh hoang kiểu gì chẳng hiểu. Này còn luôn nói tiếp cho vấn đề thứ hai là thằng này nó mạt đến mức này. Dạ, bố mẹ để lại miếng đất cho mấy anh em này, nhà thì 4 anh em, bố mất rồi. Đấy, chuyện này chuyện gia đình đang luôn nói đó, mà luôn chưa sắp tới luôn giúp của Bình với anh em để lấy lại đất, nên luật sư luôn không vượt, không vượt, không vượt vô đấy, đừng có hoảng, lại cứ hoảng cái em nó không vượt không kịp được, anh không có thể kịp vô. Cứ đòi vượt cái vượt vượt đã vượt là vượt luôn, kể cả em nói anh vẫn phải vượt, nó không vượt là không vượt luôn. Còn nửa thâm thụt, nửa thâm thụt là sẽ không thể nơ đâm chết đâu. Thằng này nó mạt đến mức cái này. Đây, anh em trong nhà giờ quân Bình nó không muốn nói lên vì nó yếu thế hơn thằng này. Này yếu thế là vì sao mọi người hiểu không? Vì thằng này là nó cậy, nó có tí quen biết là nó như kia. Nó lấn, nó cướp luôn đất của bố mẹ ông bà để lại, nó đang chơi nhà và để lại cho cháu. Trong khi là mấy anh em ruột nhà ông Bình lấy vợ lấy con thì cũng chẳng có đất để ở. Đi thuê nhà này kia mà nó Bình đang nuôi cả mẹ ở bà, Bình đang ở với mẹ nhá. Mấy người khác không có đất. Nó liếm luôn đất, anh em ruột nó liếm luôn đất. Rồi bây giờ nó có đồng tiền, nó xây nhà rồi, nó vênh vang rồi, nó nói là đảo là đất là để lại cho các cháu của hắn, con của hắn. Thế con của Bình là quăng à? Thế ông Bình là quăng à? Với lại mấy anh tên hắn với mấy đứa em gái vứt à? Đúng mọi người, nó đớp cả luôn. Đấy, nhưng không được, nó là cái thằng khôn lỏi. Còn về luật pháp tao nói cho mày mà chuẩn bị luôn đức này. Đấy, tao giúp anh, các anh của mày luôn, tao giúp đến nơi trốn. Ngày mai bố tao vào đưa luật sư vào. Đấy, gặp Bình nhá Bình, mai bạn nhà rồi bố điện cho bạn nhá Bình, đưa luật sư vào. Rõ ràng đất là phải chia hết đều cho các con nhá, nhớ nhá. Mẹ mày cũng không nuôi mày lên mạng mày nói oai, thằng Bình nó nuôi mẹ, ở thằng Bình nó khổ ấy, nó còn phải nuôi mẹ này. Tại sao bà không ở mày mà nhà mày giàu mày không nuôi? Thứ hai mày sống quá mất chạy mà giặt trưởng mày này nó đến mức mà mẹ mày còn chẳng nuôi mày lên, mày huynh hoang. Thằng Bình đang nuôi đây, tao mới nghe Bình mày kể tao rất thương Bình mày luôn. Còn loại mày ấy ghẻ rách. Còn Bình bay tao hứa với cộng đồng mạng này,
bây giờ tao mà đưa Bình mày đi liền thì cộng đồng mạng bảo tao mua chuộc để đưa Bình mày đi, nên Bình mày mới nói vậy. Chẳng có thằng nào làm anh nó vậy đâu, tao nói bọn mày vậy đúng không, nó chẳng có thằng anh nào tàn sát đến mức mà nó bán em mình đâu. Là mày đừng có, nên bay đừng có nói hỏi Bình. Bình nói ngày đi nhiều người điện bạn ạ, họ nói mà tôi nói thẳng luôn như đít mẹ đúng sự thật. Thằng luôn là nó là đàn anh, nó cho một cơ hội nó vẫn điện thoại cho tôi. Mình có đến nói với anh Đức luôn rồi, đừng mi đừng có xúc phạm anh luôn nữa, nợ ơn người ta không trả thì thôi. Đây tao nợ tao là bây giờ anh luôn chỉ cần có chuyện xuân xù là tao xông pha đầu tiên. Đây tổng xuống 70% 90% thôi anh luôn. Đây tao xông pha đầu tiên. Bình nó nói câu vậy là mọi người phải hiểu đây, kể cả với mi luôn đấy. Còn mi đừng có hỗn láo trên anh luôn, anh không chấp con nít như mi mô. Mi chẳng là cái cất gì ở xã hội như mô so với luôn đâu. Thế nó dạ dạ vâng vâng rồi, vậy là 3 ngày sau nó vẫn lôi mình lên, nó chửi, lôi cả bố mẹ mình lên chửi, lôi cả dòng họ mình lên chửi. Thì mọi người nói thì khi đó thì Bình nó phải chấp nhận là thôi thì để Bình lên nói thôi, chứ mọi người đừng nghĩ là sao Bình là anh mà lên nói em đúng không. Đây vì đang Bình nó nợ ơn luôn rất nhiều, nó nói đó, mọi người thấy không, ở trong trại ấy. Này tay Bình nhá, sẹo từ đây lên đây mọi người này, có Bình ấy rạch hết tay chân để từ từ ở trong trại ấy. Luân ông vô là Bình nó từ từ, may hôm đó Luân đến vô kịp đưa Bình ra đấy. Hỏi mọi người, hỏi Bình đang xem nó vừa bình luận đó, mọi người thấy có chữ Bình vị đó. Đây Luân lôi Bình ra này, công an hoảng quá, chỉ có Luân đưa ra được đó Bình đó. Cả bao nhiêu đàn anh đàn chị bên nào đéo thằng nào đưa ra, có mỗi Luân vô mới được Bình ra thôi, ở trong công an ra thôi. Đấy hỏi Bình đấy mọi người đấy. Bình nhớ ơn thì nó phải trả ơn nhá, làm người là phải vậy nhá, sống vậy với chuẩn nhá. Đây thì nó nói với em nó rồi, anh Luân cho không chấp mi đừng tự nhiên nói nhá, anh Luân việc của người ta kệ người ta. Thế mà nó vẫn cố tình, bạn Bình thường nhận không, nó cố tình nó vẫn lên, nó lấy cái TV nó bán hàng, nó chửi Luân như hát hay ấy. Đến mẹ đến hôm nay Luân phốt nó cấy là hàng trăm người gửi tin nhắn cho Luân, đưa ra hết bằng chứng của cái thằng nó ra rẻ rách chưa từng có. Đây đúng rồi đó bạn, mọi người nhìn bạn Bình bình luận đó, mọi người thấy cái bình luận của bạn Bình và đúng bình luận đúng rồi đó, đó anh trai ruột của Đức này. Này, chứ không phải là Luân đặt điều ấy như kia đâu. Nhưng được rồi bạn Bình ạ, bây giờ trước cộng đồng mạng Luân nói như này, bạn cứ làm một thời gian đi. Đây còn em bạn nó cái loại đó chắc chẳng nhờ đâu, không giúp bạn đâu. Tôi sẽ giúp bạn đến người, tôi nói một câu vuông đét vậy luôn ạ. Được chưa, tôi giúp hàng trăm người đến được rồi. Hôm nay mới Luân mọi người quay video luôn này, chứ không mọi người nói Luân mua chuộc, mày mua chuộc mà Bình cứ sống quá chất đi. Nên là bây giờ trước đây cách đây mấy ngày á, là Luân cũng định cho Bình sang mở quán cơm ở bên chỗ sới gà của Luân mới mở ấy, có sới gà mới mở ấy. Riêng quán cơm mọi người đều biết sới ở Sa Văn Luân mở ngày nào 400-500 suất cơm đúng không. Đây, khách có đợt là cả 1000 suất cơm đây. Nhưng bây giờ Luân mới mở thêm một sới gà, anh em mình mở sới gà định đưa Bình sang. Nhưng bây giờ Luân đưa Bình sang một phát thì lại nghĩ là thằng Luân mua chuộc anh Bình là như kia, nên thành ra là nó khó nó bạn Bình à. Nhưng mà thôi, vì ta bỏ qua dư luận hết, tôi chấp nhận là bây giờ tôi nó để cho mọi người biết luôn, vì bạn sống tình nghĩa của ai, bạn dám đứng lên bạn nói sự thật, nói thẳng em mình vậy. Tôi biết bạn ruột rất đau, tôi đây mà nói thằng nào giờ cho 100 tỷ nói anh trai tôi con cặc này đúng không. Nhưng có điều nếu anh trai tôi mà sai lè mà tôi mang ơn người ta thì tôi cũng phải đứng lên tôi nói như bạn thôi. Đây, còn chuyện mà nhỏ thì không sao. Đấy, đúng không? Mọi người công nhận không? Đây, còn chuyện mọi người mà công nhận bấm phím 1 lần cái đi. Đây, thì ta phải nói vì là nó đúng sự thật vậy. Trong khi anh mình mà thằng Đức á mọi người nhá, thằng ranh con mất chạy đi này. Nó cái cay luôn là cay đi, luôn chặn Facebook hết mà. Đây, nên nó cay là cay đi này. Hồi đó là nó nhờ Luân lấy Bình ra. Đây. Nếu không xảy ra chuyện này mình cũng sang làm rồi. Đúng rồi, không xảy ra chuyện là Luân đưa sang Bình sang rồi, hôm đó Luân điện Bình rồi. Nhưng bạn yên tâm bạn ạ, Luân không giúp bạn việc đi, Luân giúp bạn việc khác, phải không? Tôi hứa mọi người tôi đưa bạn lên người, để khi nào sang tôi kiếm việc cho bạn. Đây, có thể không làm giàu cho bạn được đi, đây, nhưng mà có việc cho bạn. Đây, sới cho tôi cả đông sới gà, cả đông thiếu gì việc cho bạn. Còn bây giờ thằng em đó thì chắc bạn không thể nhìn vào được rồi, tôi biết thôi. Tôi nói các anh rồi, xin cho bạn việc, ai đồng ý rồi. Đây, cả tháng trời không nói chi, đùng đùng thì mẹ nó lên nó chửi, hắn lôi dòng họ mình lên chửi. Đấy, thì nói đúng cái thằng này hắn quá mạt đấy, hắn vì mẹ ư chẳng hạo. Lâu ngày về con mọi người hỏi, anh em hỏi đây, Bình nó đi tù bao lần rồi, bao năm rồi, nó khổ bao lần rồi. Cái thằng quân tử bao giờ nó cũng thiệt mà. Đây. Hả? Chào thầy Điếu. Không cần mở cửa đâu.
Bình nó khổ bao năm rồi vì em út này. Ngày xưa luôn nói tất mọi người, anh em mà người nổi tiếng nhất nhì ở cửa hội Đập Thằng Đức ấy, có tiếng đội rất là mạnh, Đập Thằng Đức, Đức cửa chi đấy, nhưng không có Bình đứng ra đâm chém rồi là Bình đi tù ấy, họ giết Đức hôm đó đấy, mà thằng anh Bình đi tù vì em vậy. Về mà khi bố Bình chưa mất đấy, là bố ở Bình chưa mất ấy, là Đức hứa là khi nào anh Bình về là lo hết cho Bình. Cuối cùng Bình đi tù mấy năm về là anh quăng anh ấy luôn, anh có đồng tiền sỉ nhục anh, chửi anh luôn, là mọi người phải hiểu là anh sống mạt đến mức nào, anh sống đến mức đó. Nên là mọi người đừng lên mạng xem chi, là mình phải xác thực nghe bằng hai tai, đừng nghe một tai. Cái bọn nó bất chấp tất cả để nó kiếm từng đồng tiền là mọi người hiểu rồi. Còn mọi người thấy Luân có bất chấp không? Nói về nếu Luân nói này, nếu để lừa đảo nó nói thề mọi người luôn. Bây giờ mà để cái uy tín Luân lừa đảo trên mạng thì cứ người 50 triệu Luân lừa khoảng chục tỷ là vô tư. Luân nói dám nói vậy, mọi người công nhận không? Đấy, hôm trước Tết Luân nói mọi người, Luân bí, Luân đăng trên mạng Luân vay có 2 tỷ, mọi, chưa đến 10 phút người ta cho vay đủ 2 tỷ rồi. Nhưng mọi người hỏi coi bây giờ có phải Luân trả hết cho mọi người đâu. Đấy, nếu chứ nói Luân này nọ đúng không? Facebook Luân Luân mượn 2 tỷ trong vòng nốt nhạc. Đấy, chứ mà Luân bốc phét Luân sai Luân chết luôn ấy, mọi người đưa cho Luân nó. Bao nhiêu người cứ người 400, 300 mà toàn những người không quen Luân mới nể nữa chứ. Luân thấy lạ vậy nè, toàn người không quen mà dám cho mình vay. Là mọi người biết, nếu Luân mà loại như hắn Luân bất chấp, nói xin mọi lỗi mọi người luôn. Luân vay một phát thôi, trên mạng thì Luân vay người 50 triệu là nghĩ 10 tỷ là tôi êm luôn. Đó. Anh công an vào cuộc điều tra thì đó mưu kế hoạch an phận thôi. Em ơi, đập người như anh nói thật em, nếu chưa có sự việc trên mạng em nào mà ở ngoài đời nó mất dạy một cái này, anh bực phát một luôn. Đấy, anh nói thề các em luôn. Nhưng các em nên nhớ là nó lùa loa trên mạng thì ai dám đập hắn nữa. Anh thề bây giờ các em đặt vào anh đi, các em như đang có tất cả nhà anh với mọi thứ cho anh đi. Với các em đang bây giờ tầm ngắm như thế đi, được chứ. Các em bây giờ mà có ai chửi trên mạng, bay dám đập không? Tao nói thật, muốn đập người ta cũng phải từ từ. Cần gì pháp luật tự diệt thân chứ mình cần diệt. Đúng không ạ? Các em công nhận không? Anh đập cây bây giờ chỉ cần nó ra nó bổ cái xe, họ cũng đến bắt anh, nó khám nhà anh rồi. Này hôm anh lên live stream nó các em, anh thề rồi, hôm trước anh live stream bên Lào tí thôi, công an đến nhà anh khám nhà anh luôn. Này, nhưng mà anh có làm chi đâu, anh buôn ma túy anh chi đâu. Còn vài ba tí đồ chơi này kia, ngũ ống này kia thì ở bên Lào thì anh mất mấy chục triệu là xong. Này, với anh chỉ vậy thôi, đúng không ạ? Thế các em, còn anh nói các em này, em út anh chỉ nói một tiếng rồi, anh thề luôn, anh nói sang chết luôn. Em út anh mình nói một tiếng vô tận nhà nó luôn, đập nát người nó luôn. Nhưng mà chi họ cũng khơi ra anh luôn. Đó, các em công nhận không? Anh lại là chủ mà việc đeo đáng với thằng Rơm Rơm. Đây thể hiện làm gì? Bản chất con người thì anh khơi ra cho các em thế đó. Đây, còn đánh nó thì rõ ràng là anh hứa các em là anh sẽ đánh. Này, được chưa? Tao nói hôm nay nó rõ vậy luôn. Nhưng mà không phải là cứ nó nói anh đến đâu là anh phải đến đó đánh nó. Làm chi anh đánh được nó đến đó để nó bắt anh à? Đúng không? Các em phải khôn lên, các em phải thông minh lên chứ không phải là anh luôn sợ. Còn những cái người mà chửi luôn trên mạng, bên đưa nhảy lên mạng, anh cũng hứa các em luôn anh sẽ làm cho nó cả, mà anh cũng từ từ từng một. Đúng không? Chứ bây giờ các em bảo anh xông vai luôn liền, em út anh cả trăm đứa anh thề, các em tìm hiểu các em biết. Này, anh nói tiếng này, nó đứt là nó đứt. Anh đảm bảo luôn, anh còn nhanh hơn là mẹ người yêu trở mặt luôn. Này, anh bảo đứt là phải đứt. Này, anh dám tự tin, các em cứ tìm hiểu về anh là các em biết thôi. Nhưng mà anh nói các em nó đứt cái thì anh cũng đứt. Cái anh phí không làm đăng mà để không đi kia không liên quan, anh tự cho nó này, nó kể cả nó có sống cẩn thận đến mức nào các em nên nhớ nè, anh tự cho nó phải dính vào cái bẫy của nó đặt ra. Anh nói với các em với tôi sống vậy anh mới tồn tại được đó. Anh hôm nay anh nói mở lòng với nó thẳng nè, đây nó đặt ra cái bẫy như thế nào cho anh sẽ đặt cái bẫy như đó cho nó này. Nó ham hư danh hão huyền, sẽ có người ham hư danh hão huyền này với nó. Lúc đó anh chỉ thêm mồi lửa là nó đi thôi, chứ anh cần phải ra tay, anh phải đập nó. Đó mới là người khôn các em nè. Chứ phải giờ đập cái là các em đập. Các em thử hỏi từ bên Lào, bên mấy nước bên kia anh làm ăn như thế nào. Đã ai bên kia mà to te được với anh chưa? Cả ai mà dám làm nghề trùng nghề với anh chưa? Này là các em phải hiểu rồi. Đây casino mọi thứ anh làm bây giờ, đố đằng nào dám mở dám làm, nói cho nhanh luôn. Này, bao nhiêu đàn anh đàn chị đại ca các tỉnh mình bước sang chỉ có quay về thôi. Nói cho nhanh vậy luôn, các em phải hiểu rồi nè, hiểu không? Còn anh nó không phải mõm được,
như nó ăn rồi suốt ngày nó lên nó mõm, anh mõm nó nổi. Các em phải biết anh mõm nó được. Công việc anh đầy các em đấy, bây giờ 2-3 giờ sáng đang phải chạy xe đi đang Thái Lan để kiếm tiền này, tranh thủ mà kiếm. Nói thật luôn, năm ngoái các anh ngã, anh trai anh ngã, bị em út nó phản chủ mất cả 150 tỷ, cả trăm tỷ là tiền chơi thôi ra, nên bây giờ phải cày mà trả. Chị anh nói thật luôn, Mạc Thái rất bản lĩnh, anh bản lĩnh không nói rồi nhá, nhưng để nói anh Thái anh là người bản lĩnh cực kỳ, anh thẳng định luôn. Gặp với anh thề luôn, có khi anh thắt cổ anh hoặc cái nhảy cầu anh chết rồi để vợ con anh kiếm đồng, anh thề đó. Nếu anh mà ngã như Thái ấy, đây, nhưng các em nên nhớ gặp Mạc Thái nha, ngã vậy mà đứng dậy giờ nợ có 50 tỷ nữa. Đấy, nhưng nợ 50 tỷ nợ nóng thôi, nhưng mà thực ra là họ lại nợ Mạc Thái cả 100 tỷ nữa đó, anh nói thẳng rồi luôn à, chứ anh em nhà anh thiếu đến mức đâu. Đây, các em cứ sang tìm hiểu thôi, tất cả các lái xe, tất cả các người dân chơi bên Lào có ai không nợ tiền nhà anh luôn không thì bày với nó anh luôn. Đây, các em cứ về tìm hiểu đi, thằng Lào dân chơi không nợ tiền anh luôn à, nói cho vuông người luôn à, thằng nào không 100-200 nè. Đấy, các em về về hỏi tìm hiểu đi. Đấy, là các em biết làm gì có ai nợ tiền này anh nào. Nhưng mà làm sao anh đòi họ tiền để làm ăn, cứ phải cho nợ từ từ, họ đang đến chỗ mình họ làm chơi casino, mình họ chơi này kia thì mình phải cho họ nợ đấy chứ, đúng chưa các em nào. Đây, còn bây giờ làm ăn thì nó phải có bác đến bác Phạm Nhật Vượng, bác còn phải vay cả tỷ đô đó, mình là cái gì này. Nhưng mà người bác tỷ bác Vượng mà có thể vay tỷ đô, nhưng mà tài sản của bác hàng nghìn tỷ đô cơ mà, đúng không? Này thì dốc nhà anh thôi. Các em nên nhớ Bắc Thái là năm ngoái này anh tính sơ sơ ít nhất 200 tỷ, bèo nhất Bắc Thái năm ngoái dính cả em út lừa đảo, với bị em út nó chấp nhận đi tù chung thân, ôm luôn 40 mấy tỷ. Gặp các em có nhảy cầu không, đúng không? Đây, gặp các em có thắt cổ không? Nhưng em thấy kể cả công an hay ai họ cũng khen anh Thái giỏi với bản lĩnh đấy. Nhưng mà đấy, giỏi là cái giỏi đẳng cấp như em này, các em này, Bắc Thái vậy nhưng không bao giờ dính líu đến ma túy. Riêng gặp với thằng này, đường nào cũng chết rồi, đường nào cũng bể công an bắt đi tù chung thân, đúng không? Bể đúng không? Thì buôn ma túy bô thì nhiều thằng là cứ nghĩ đường cùng là vậy, đúng không? Bắc Thái không bao giờ có này, đến chơi bác con cũng chơi, thằng nào nghiện bắt đập chết bô luôn. Em út thằng nào nghiện chỉ có ăn luôn cống, nhất là mấy thằng chơi hàng ăn luôn cống đuổi luôn. Nói thẳng anh Thái đấy, đây làm ăn cần xa bên kia đến mức này, làm cần xa ấy. Anh Thái cần cho em út làm mà tự lấy tiền, anh Thái đéo cần lấy. Các em thì có thể nói này, các em không tin, nhà anh chỉ đi xây xưởng và kiếm người giỏi về kỹ thuật làm cho người ta để kiếm lời. Mỗi xưởng kiếm ít đấy, đúng không nào? Với chạy cái giấy tờ cho người ta, chạy giấy tờ giấy phép cho người ta đây, chứ không anh Thái không thèm dính líu luôn. Đấy, còn mỗi xưởng là thường cắt cho nhà anh 10% hết từ này đến cuối đời, đúng chưa? Và khi mua hàng của họ ra, nhà anh đi nhập cho người ta là họ cắt cho 5-3% đây. Nhưng mà cái 3% đó anh Thái chưa động 1.000, anh dám thề có tôi anh Thái chưa động 1.000 cho em út luôn. Mà các em biết là một tháng là đằng kia riêng cái tiền phần trăm nó cả tỷ bạc rồi. Đấy, hiểu chưa nè? Không, mà bác Thái á, bác cày 2 năm đi, anh Thái anh cày 2 năm đi, các em phải hiểu mà. Anh cày 2 năm đi mà anh trả giờ anh chỉ nợ người ta có 50 tỷ nữa là kịch kim thôi. Đó là anh nói thật. Đấy, các em cứ để coi, một thời gian nữa bác Thái đã nợ, bác Thái vùng vẫy cho các em xem. Bây giờ bác không vùng là vì bác đang ấm muốn 50 tỷ gọi là cái tiền nợ nóng, mà bây giờ để nhà anh đòi nợ khách mà diệt khách để mà lấy tiền về xong là trả tiền cho người ta thì đơn giản thôi. Nhưng nhà anh cũng còn làm ăn nữa, phải cho khách nợ chứ. Ê, mình cũng phải nợ chứ, đúng không? Nợ 50 tỷ là mấy? Đối đó, hơn 200 tỷ mà bác Thái bác cái dãy đến bây giờ là nợ 50 tỷ là các em phải hiểu. Đây, thì các em nên nhẩm sơ qua cho anh cái này. Bác Thái chơi thua khoảng 70 tỷ. Thằng Xuân Xu đi làm bên kia, đây cái sổ nợ đó là họ nợ hơn 33 tỷ, đây trong đó có 4 tỷ mấy của thằng Xuân Xu, nhưng mà thằng Xuân Xu là được lấy về là hơn 2 tỷ 4 rồi. Đây, tiền gốc của hắn chỉ còn tầm 1 tỷ mấy tỷ 8 nữa thôi. Đó, mà nó hô dần lên mạng hô 5 tỷ đấy, nhưng mà nếu để tính cho đúng là lãi nó đã lấy về rồi, và gốc nó lấy 1 tỷ 2 rồi, lãi lấy hơn 1 tỷ nữa, các em nhầm gói. Đây, rồi tiếp tục đây, bác Thái mất trong đó là 2 mấy tỷ ở bên Cam Vivo đó, bác Thái bị bắt mà. Đây, ok rồi, còn tiếp tục cái nữa, bậc lai bậc mất vậy anh em không tin cứ tìm hiểu nhá. Rồi tiếp tục mọi người lên là đọc rõ Mai Xuân Điểu mà bị bắt bên công an mình đưa lên thời sự đó, đúng không? Đấy, là nên nhớ là mọi người biết là Bắc Thái bị thằng Mai Xuân Điểu là ôm 40 mấy tỷ xong là hắn chấp nhận hắn đi tù ấy. Vì sao? Dân họ đặt cọc bên công ty đất bất sản nhà mình cả
mấy chục tỷ, xong là nhà mình lại đưa cái tiền cọc đó cho Mai Xuân Điệu chuyển sang tay thứ hai, đúng không, để nó ra bìa và đi làm cho người ta, và coi như nó vượt vượt luôn anh đây, nó lót trái đấy, đó, nhận người ta đúng không, đó này người với người ta đúng chưa. Thế đến khi thằng Mai Xuân Điệu chấp nhận nó đi tù bố ấy, đó chấp nhận bây giờ đi trung thân, tử hình không tử hình, tội lão người trung thân đó, khoảng trung thân rẻ nhất là 20 năm, trung thân chắc chắn trung thân này, nó vô tù ngồi bố rồi. Thế bác Thái cái tiền đào cọc đó anh Thái phải trả người ta lấy đâu ra, thì anh Thái phải làm ăn mà trả thôi chứ sao. Thế mọi người nên nếu anh Thái không trả giờ anh Thái còn ngồi ngoài được không, đúng không, ai nói bạn mọi người làm gì ai giỏi được thì anh Thái đó. Này cho đến Hiếu Trúc, đúng rồi, để nhắc vụ Hiếu Trúc mọi người tôi biết Hiếu Trúc là bớp đớp của anh Thái khoảng 13 hay 15 tỷ luôn, nhớ đó. Này nó là giám đốc chi nhánh ở trong Kỳ Anh cho anh Thái, bao nhiêu lô đất đẹp mà anh Thái ở trong ấy là nó đứng tên, khi mà đất sốt ấy nó đứng tên cho anh Thái vì nó là giám đốc cơ mà. Để khi sang tên là nó sang lại cho khách bán đi bán lại, nhưng có mấy lô là chưa bán lại cho người ta, là nó đã ôm hóa ra là nó bán rồi, thế nó ôm bố luôn số tiền đó, là bây giờ nó cũng chấp nhận đi tù rồi đấy. Mong nhau hắn vô bị công an bắt, nó không nhận tội mà nó vô nó nhận tội luôn rồi, nó nhận tội nó chấp nhận đi tù luôn. Bây giờ nó ra thì rõ ràng anh em mình lại cũng khổ, nó ra thì anh em mình lại phải mần nó thì lại cũng khổ đó. Đó tất mọi người, nó hai thằng nó đi tù rồi, riêng hai thằng đó thôi, một thằng bao mấy tỷ, thằng bà mười mấy tỷ, là anh Thái đã mất khoảng 60 tỷ là em biết rồi. Nếu gặp với mọi người thắt cổ, gặp luôn thề luôn, gặp luôn luôn thắt cổ luôn, nói thật luôn, gặp tôi thì thắt cổ bố đi, kiếm đầu 10 tỷ đưa về vợ con mà thắt cổ đi cho xong, hoặc là trốn đi biệt tạm biệt tích đi. Đấy, đúng không mọi người nghe không? Thế mà anh Thái 2 năm đi anh cày bên Thái Lan, anh làm đủ nghề đủ thứ mà giỏi. Nói chung nói về anh trai mình đã thấy mình giỏi, thấy anh trai mình còn giỏi gấp 100 lần, gấp 10 lần. Đấy, nói mọi người vậy, thật sự vậy. Bản lĩnh giỏi, nhưng mà bây giờ gặp với loại thể loại về em hút vậy có 5 tỷ vốt mấy ly kia. Quá trời. À, bây giờ hiện tại là luôn nói thật là cũng bác cũng nợ tầm khoảng 10 tỷ, không phải ít đâu, khoảng 10 tỷ. Nhưng mà 10 tỷ đó thì sức anh em mình thì quá đơn giản. Đó nói thật mọi người, có thể đối với mọi người là to, cũng nhiều người to tật, nhưng đối với sức anh em mình là nếu chăm lo cày thì mấy tháng là xong, tháng là xong. Đấy. Còn luôn thì nói thật là luôn ham ăn ham chơi. Đây. Luôn thì đi mẹ nửa dân chơi, nửa kinh doanh, nửa làm ăn, nửa chơi. Mọi người thấy ấy, vui lên là bố đi du lịch, vui lên là tàu bay nước khác, luôn là biết hưởng thụ. Bác Đái là nhiều khi dạy bác không này với ham đi nước ngoài linh tinh để hưởng thụ ấy. Thì trước đây có đi có Lào rồi về Lào. Luôn mới nói anh tiền bao nhiêu cũng không đủ. Đấy, tiền bao nhiêu cũng hết anh ạ. Anh phải coi rằng sống bây giờ anh có 100 tỷ, anh thêm 50 tỷ nữa anh cũng chỉ tiêu có vậy thôi, tại sao anh không đi chơi đi du lịch này kia đưa vợ con đi. Là từ đó mọi người thấy anh Thái dạo này đi khắp nơi đúng không, là anh đi khắp nơi với này, đi du lịch với vợ con. Với lại ngày trưa anh Thái nha, mặc đồ cũng đeo nhưng mặc hàng hiệu đâu, đây, ăn mặc quê lắm, khi nào quần đùi quần chỉ đáng cũng được, đi đôi dép tông. Nay biết mua cái vali mấy trăm triệu để dùng rồi, biết mua cái túi đông để dùng rồi, luôn lưỡng bày dại cho anh như cũng biết dùng đồ hiệu rồi. Này vợ nói gì là ham gái nữa, ham gái anh em nhà mình thì được cái, nói tặng mọi người luôn là hình gia đình nhà mình truyền thống ham gái. Đấy, cái đó thì vợ không cấm không vợ, vì đây là nó nòi rồi. Còn nếu bây giờ bố chồng mà không ham gái á thì chồng nói thật vợ luôn là đéo phải còn bố mình. Đấy, mẹ nguyên ngủ người khác. Còn bố mình nói là tao chẳng cần nhìn con giống hay không, cứ thấy hàm gái là đúng con bố. Còn nói vợ chứ chẳng quay là hàm gái với đàn ông, thằng nào thằng nào hàm gái. Bố đó là chồng nói thật vậy luôn, anh em công nhận đâu rồi, anh em thằng nào đàn ông đang xem mày bấm phím 1 hết cho tao rồi. Chẳng qua là không có khả năng để mà, không có điều kiện để chơi và không có khả năng thôi. Chứ có thì thằng nào thấy gái chẳng hốc, đúng anh em. Anh em bấm phím 1 trên bay để vợ luôn đỡ nói thế nào. Cứ bảo như một mình luôn là ham gái đó. Thằng nào giờ thấy gái nó mừng mừng mà không ham đó, giờ nhanh thì luôn. Nhưng mà được đấy là luôn bây giờ anh em thấy là luôn yêu vợ thương con, mình vợ tí ra anh em nhá, để tôi uống thêm nửa hết cái lo người ta. Phát nữa hết ăn miếng giò nữa, người ta nói chuyện tiếp. Ai không ngủ được thứ ở đó anh nghe đó, thế vợ thấy không, là anh em bấm cái một đầy đó, thấy chưa, chỉ có thằng ngu thằng chim yếu với thằng không có chim mới không ham gái. Nói cho nhanh vậy nè, hôm nay phê thì chồng nó thẳng vậy nè.
bản lĩnh của một thằng đàn ông là biết đâu là bờ ấy. Thì có vợ yêu nói cậu nói là vợ yêu ơi bố phê rồi. Bị chị không bố không có lòng bìa mấy lòng bìa đi đường mẹ mình nhiều khi ra sao. Luôn nói mọi người này mà luôn tập uống bia mấy ngày thì nói vợ luôn nó chửi luôn như hát hay là nói biến đi đó mọi người thấy chưa. Bao giờ mà bố uống bia vô mà bố nhịn lập lại bố.